mai có ngại mình gì. Mình đấm cái lưng nhẹ thôi, như đấm bốc thế. Đấm lưng, có chi đâu mà ngại ngùng. Mình học vô kỳ chưa, có gì mà ngại ngùng đâu không. Lắc cái đầu bạn đi, xem mai có ngại ngùng gì. Hai tay cầm tay bạn, hai tay cầm tay bạn đằng trước. Rồi, lắc cái đầu bạn đi, lắc cái đầu bạn đi. Ôi trời ơi, sướng kìa. Ôi trời ơi, mấy bạn kia rất thỏa mãn. Lắc cái eo cho đi, xem ai có ngại ngùng chi. Lắc cái eo, xem ai có ngại ngùng chi. Mình là anh em, có chi đâu mà ngại ngùng. Mình học vô kỳ mà, có gì mà ngại ngùng đâu. Chuẩn bị, xoa lưng bạn nha. Xoa cái lưng nhau đi, xem ai có ngại ngùng gì. Mình xoa cái lưng cơ mà, trời ơi bạn kia như kiểu đi gặt lúa ấy. Xoa lưng. Ôi sướng không? Thích không? Thích không? Có thích à? Có thích vỗ tay. Vỗ cái tay lên đi, xem ai có ngại ngùng gì. Mình vỗ cái tay cao lên, xem ai có ngại ngùng chi. Mình học được tô kỳ, có chi đâu mà ngại ngùng. Vỗ cái tay cao lên, tuyệt vời. Ôi xin cảm ơn các bạn. Này chúng ta tạm thời lặng xuống chỗ này. Ôi rồi nhạc ơi, mệt rồi nhạc ơi. Vui không? Vừa rồi chỉ là khởi động thôi. Vừa rồi là chúng ta vận động cơ bắp một tí này, chăm sóc sức khỏe cho bạn một chút này. Để lát nữa chúng ta sẽ vào những thử thách trong ngày hôm nay nhá. À các em ơi.